Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HDT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì trong chương trình video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được tiếp tục chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị một trong những cái cách giúp cho quý cô bác anh chị nào thường xuyên bị những cái vấn đề như là đau nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt. Và đặc biệt là với những cái bác nào mà ta đi đường về, đi trời nắng hay là ta đi trời mưa hay là ta đi trời rét, về đến nhà mà bị hoa mắt, chóng mặt, bị đau đầu, thì ta làm ngay những cái động tác này sẽ giúp cho quý cô bác chị đẩy lùi ngay được cái triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt của mình. Và không những như vậy thì đây còn là một trong những cái cách giúp cho khí huyết của quý cô bác chị được lưu thông. Đây cũng là một trong những cách giúp cho những bác nào bị cái chứng rối loạn tiền đình, khí huyết lên não, máu lên não kém, thì quý cô bác anh chị sử dụng cách này cũng sẽ rất là hiệu quả với những người này. Thì những cái vấn đề như là khí huyết không lưu thông và máu lên não bị kém và rối loạn tiền đình cũng là cái nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái triệu chứng bị mất ngủ, khó ngủ của quý cô bác anh chị. Vậy thì tôi xin được hướng dẫn ngay quý cô bác anh chị những cách này và giúp cho quý cô bác anh chị đẩy lùi được cái triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và mất ngủ của mình trong vài những cái động tác rất là đơn giản. Và để biết được cái động tác này thì mời quý cô bác anh chị dành ra vài phút, nhớ là hãy dành ra vài phút thôi để xem hết video này, để quý cô bác anh chị có thể nắm bắt được kỹ và làm không bị thiếu sót cũng như là không sai những cái động tác của quý cô bác anh chị nhá. Và ngay bây giờ thì tôi xin được hướng dẫn các bác cái cách bấm huyệt thứ tự từ đầu đến cuối. Và các bác nhớ là phải làm theo và làm đúng làm đủ các bác nhá. Đầu tiên thì các bác hãy giúp tôi là xác định cái huyệt nội quan và huyệt ngoại quan. Huyệt nội quan là các bác dùng cái ngón tay của mình, cái đốt gọi là hai thốn các bác nhá. Thì đây các bác dùng cái ngón tay của mình này, cái đốt ngón tay ta đặt lên cái cổ tay, từ cái đoạn có cái khớp cổ tay đặt lên, thì đây là cái huyệt nội quan. Các bác lấy cái ngón tay trên bên trên này ta đặt lên đây, thì đây là cái huyệt ngoại quan. Các bác đặt hai cái ngón tay cái và ngón tay trỏ của mình và ta day. Các bác nhớ là ta phải bóp mạnh mạnh một chút. Các bác lưu ý là ta làm bên tay trái trước nhá. Ta làm bên tay trái trước. Đó, ta sẽ làm tay trái trước. Các bác lưu ý là ta bóp mạnh và day. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bác ở bên tay phải này để cho các bác dễ nhìn. Đó, thì ta sẽ đặt và ta day. Các bác nhớ là day nhá. Day cả ở hai tay. Khi các bác day vào đúng cái huyệt này thì cái cảm giác của nó sẽ nhức ra cái ngón tay này, nhức ra những cái ngón tay này của các bác này. Đó, thì đấy là đúng huyệt. Các bác nhớ là hãy day cho tôi là 21 lần. 21 lần. 1, 2, 3. Đó, các bác nhớ là day khoảng 21 lần. Tiếp đến là cái huyệt thứ hai là cái huyệt bách hội. Cái huyệt này thì các bác lấy cái tay của mình này đặt từ cái mang tai, ta đẩy lên và để hai cái tay của mình nó chạm nhau ở đâu thì đó là cái huyệt bách hội, nó nằm ở đó. Thì cái huyệt này các bác sẽ dùng hai cái ngón tay trỏ và ngón tay giữa ta để vào giữa cái điểm đó và ta day. Các bác nhớ là day. Đó, ta day nhá, cũng day khoảng 21 lần. Các bác nhớ là giữa cái điểm đó thì ở trên giữa đầu của chúng ta thì các bác sờ sẽ thấy có một cái điểm hơi lõm thì ta sẽ day ở đó. Các bác nghe nhá, đây là huyệt bách hội. Sau khi mà dí huyệt bách hội xong thì mời các bác chúng ta đến cái huyệt, các bác nhớ là cũng phải day 21 lần cho tôi nhá, 21 lần thì ta dí đến cái huyệt nhân trung. Cái huyệt nhân trung này á thì các bác nhớ là không phải nằm ở ngay cái điểm lõm của cái nhân trung, mà cái huyệt nhân trung là nó nằm sát với lại cái rãnh tiếp giáp giữa mũi và môi này. Đó, thì các bác bấm vào đó. Bấm vào đó, đây điểm này bấm, các bác bấm nhẹ và mạnh dần, mạnh từ từ thôi. Các bác nhớ là ta không bấm mạnh đột ngột nhá. Rồi bấm vào và các bác sẽ day cũng 21 lần cho tôi nhá. Ta sẽ day lấy ngón tay trỏ nhé các bác nhá. Đó, day vào. Nhớ là không có móng tay. Cái tay mà ta phải không có móng tay. Và ta day vào, day giữa vào cái điểm từ cái mũi của chúng ta nó tiếp giáp với cái môi. Ta day. Nó day cho tôi là 21 lần. Sau khi mà dí xong huyệt nhân trung thì các bác đặt hai tay của chúng ta trỏ vào ngón tay giữa này, đặt vào giữa huyệt thái dương. Đây, các bác day. Các bác nhớ là day cái huyệt thái dương này cho tôi. Cũng mỗi bên là ta sẽ day là 21 lần. 21 lần các bác nhá. Đấy, thì các bác nhớ này, thứ tự này. Huyệt nội quan, ngoại quan này, bách hội này và nhân trung này, và bây giờ đến huyệt thái dương này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái huyệt phong trì. Huyệt phong trì là nằm ngay, tôi sẽ quay ngược lại cho các bác nhìn có thể rõ hơn, là cái huyệt phong trì nằm ở cái phần dái tai của chúng ta đi thẳng ra, và cái phần dưới chân tóc của chúng ta nó có một cái điểm lõm vào ở sau óp, sau thái dương, sau gáy. Thì các bác
hãy bấm vào và chúng ta ước tính từ hai cái bên giấy tai của ta này, kéo ra. Đấy, các bác massage rồi đấy, ta dùng hai ngón tay cái này, ta dùng hai ngón tay cái, ta massage như thế này này, ta bóp như thế này, đó, ta massage như vậy. Sau đó thì ta sẽ day, day. Các bác nhớ nhá là chúng ta sẽ nằm sát với lại cái gáy của chúng ta, nó có cái lõm đấy. Các bác nhớ là day. Đấy, các bác cũng hãy day với tôi là 20 lần, ta day như vậy. Và sau khi mà các bác đã day cái huyệt phong trì xong thì các bác nhớ là ta sẽ bấm đến cái huyệt đại trùy. Huyệt đại trùy là cái huyệt mà có cái xương nhô lên ở gáy của các bác, phần cổ gáy của chúng ta tiếp giáp với lại bả vai đó, có cái xương nhô lên. Tôi sẽ cố gắng quay lại cho các bác để các bác có thể là nhìn rõ hơn nhá. Đây, huyệt đại trùy. Các bác nhớ là cái huyệt đại trùy nằm ở phần gáy đây, thì là cái có cái xương nhô lên. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái tay của ngón tay phải của mình cho nó khỏe. Bác nào thuận tay trái ta dùng tay trái, còn bác nào mà tay phải ta dùng tay phải. Các bác nhớ nhá, đặt cái ngón tay cái của mình vào và day, các bác nhớ nhá, day day miết, day day cũng đủ 21 lần, các bác nhớ nhá, 21 lần thì sẽ giúp cho các bác là nhanh chóng là giảm được cái triệu chứng hoa mắt ngay. Và tiếp đến là cái huyệt rất là quan trọng, đó là huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc thì nằm ở cái tay của chúng ta, các bác nhìn này. Đó, cái huyệt hợp cốc sẽ nằm ở đây. Các bác khi mà chúng ta giang tay ra như này, ta sẽ nhìn thấy cái huyệt hợp cốc nó nằm lõm này. Thì các bác đặt cái ngón tay của mình vào, nằm bên tay trái trước, các bác nhớ nhá. Và cũng sẽ day là 21 lần. Sau đó thì bên tay phải. Đó, các bác nhớ nhá. Đó, sau thì bên tay trái xong thì ta sẽ làm bên tay phải. Và cái huyệt cuối cùng đó là cái huyệt thần môn. Đây là một trong cái huyệt quan trọng nhá các bác nhá. Đây là một trong những huyệt quan trọng. Đây, huyệt thần môn nằm ở chỗ cái khớp tay của chúng ta này. Này các bác này, đó, huyệt thần môn, các bác bấm vào và day. Các bác nhớ là ta sẽ làm bên tay trái trước và giảm bên tay phải sau. Đó, bên tay trái trước và bên tay phải sau. Thì sau khi mà các bác đã massage xong những cái huyệt này, xong mấy cái huyệt này, thì các bác nhớ là chúng ta đầu tiên là các bác nhớ là phải làm theo đúng thứ tự này. Thứ hai là sau khi mà làm xong rồi mà ta vẫn cảm thấy nó chưa bớt nhiều thì ta tiếp tục làm thêm lần 2, lần 3. Và sau đó thì ta có thể là để nghỉ trong vòng khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng ta lại tiếp tục làm khoảng 2-3 lần như vậy nữa. Thì sẽ rất là nhanh chóng giúp cho các bác nào bị cái triệu chứng là hoa mắt, chóng mặt, đau đầu thì cũng sẽ dễ dàng chữa trị được cách này. Đặc biệt là với những cái bác nào bị những cái vấn đề như là bị thiếu máu lên não, tuần hoàn máu não kém và rối loạn tiền đình, thì các bác thường xuyên chịu khó bấm những cái huyệt này thì các bác sẽ nhanh chóng có được những giấc ngủ ngon, thì cái chứng rối loạn tiền đình của các bác nó sẽ được thuyên giảm và từ đó thì dần dần nó sẽ trở lại ổn định. Và hy vọng rằng với cái video này sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị. Và nếu như quý cô bác anh chị thấy video này, nhớ là sau khi xem xong ta nhớ là chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Nhớ là hãy chia sẻ ngay cho những bà con, cô bác của mình trong làng xóm của mình để họ cũng có thể tự chữa những cái vấn đề của mình. Tôi biết rằng có rất nhiều những cái bác cao tuổi thường hay mắc phải những cái chứng hoa mắt chóng mặt, đứng lên ngồi xuống tối tăm mặt mày. Bởi vậy mà các bác nhớ là hãy chia sẻ cho các bác ấy để cho nhiều người được biết, nhiều người được làm được chữa được cái triệu chứng là hoa mắt chóng mặt và đau đầu, nhức đầu của mình. Vâng, và nếu như các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa thì đừng quên là hãy chia sẻ video, nhớ là hãy dí một nút đăng ký và nút chuông. Vì tôi sẽ còn quay trở lại với lại các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video lần sau ạ.